Anh ơi, vợ chồng em có lô đất từ xưa ông bà để lại. Hiện tại tụi em muốn kiểm tra xem có bị dính quy hoạch và bán có được giá không. Anh giúp em với. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Cảm ơn em trai đã gửi câu hỏi cho anh nha. Để kiểm tra lô đất của mình có bị dính quy hoạch hay không, thì chúng ta hãy vào trình duyệt gõ gulan.vn. Đây là giao diện của Gulan. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào nút quy hoạch ở đây. Bấm tiếp vào nút tờ thửa ở góc này. Và nhập thông tin số tờ số thửa, vị trí của bất động sản mà em muốn kiểm tra. Theo như thông tin em có gửi anh thì lô của em có số tờ là 76, số thửa 30, thuộc thị trấn Phước An, huyện Cờ Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Bấm tìm kiếm. Em hãy nhìn biểu tượng màu vàng, nó chính là vị trí của em đó. Giờ thì cùng xem thử nhé, em hãy phóng to màn hình ra để xem rõ hơn nha. Chà chà, lô này của em đã dính quy hoạch giao thông rồi em nhé. Em kéo thanh trượt này để xem bản đồ vệ tinh nhé. Phóng to hơn nữa để xem tổng quát hơn nào. Lô của em nằm trên trục đường lớn, nằm ở vị trí gấp hai mặt tiền và đường này kết nối thẳng tới bệnh viện đa khoa huyện. Xét về vị trí thì rất đẹp nha, và anh sẽ đo lại góc dành xem sao nè. Kéo thanh trượt về lại giao diện quy hoạch, sau đó bấm vào biểu tượng này để vẽ góc dành. Khoảng 167m2 thuộc đất quy hoạch giao thông em nha. Theo anh thấy hiện tại em đừng bán, vì theo luật đất đai năm 2024 đã bỏ quy định về khung giá đất. Từ đó, bảng giá đất mới sẽ tiệm cận với giá thị trường, kéo theo giá đền bù đất có thể sẽ tăng. Lưu ý đây là chia sẻ cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư em nhé. Chúc em may mắn, và đừng quên, vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.